đến thời sự tối nay, mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Ả Rập Xút Hoàng tử Fasan Bin Farhan cùng với một số bộ trưởng từ các nước Ả Rập và Hồi giáo, hôm nay có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Fasan cho rằng cộng đồng quốc tế cần có trách nhiệm trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel ở giải Gaza. Hôm nay, ông Fasan... Fancho cùng Ngoại trưởng các nước Jordan, Ai Cập, Indonesia, Palestine và đại diện của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã tới thăm Trung Quốc. Ngay sau khi đến, đoàn đã làm việc với ông Vương Nghị. Hoàng tử Faso nói, Chúng tôi ở đây để gửi một tín hiệu rõ ràng, đó là chúng ta phải chấm dứt ngay lập tức giao tranh và giết chóc. Chúng ta phải ngay lập tức cung cấp hàng hóa nhân đạo cho Gaza. Ngoại trưởng Ả Rập Suốt nói thêm, chúng tôi mong muốn hợp tác với trung quốc và các quốc gia khác những nước hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình để chấm dứt chiến tranh đáp lời ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho biết bắc kinh sẵn sàng hợp tác để giúp khôi phục hòa bình ở trung đông ông nói chúng ta hãy cùng nhau làm việc để nhanh chóng hạ nhiệt tình hình ở gaza và khôi phục hòa bình ở trung đông càng sớm càng tốt trung quốc là chặng đầu tiên trong hành trình của các bộ trưởng ngoại giao của các nước ả rập và hồi giáo tới các nước thành viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc để thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở giải gaza. Bộ quốc phòng triều tiên hôm nay đã cảnh báo mỹ trước khả năng nước này bán tên lửa cho nhật bản và hàn quốc. Bình những cho rằng động thái của washington có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới. tuyên bố của bộ quốc phòng triều tiên có đoạn. Chúng tôi cảnh báo rằng Mỹ càng thu được nhiều lợi nhuận từ việc bán vũ khí thì họ sẽ càng phải trả giá đắt cho cuộc khủng hoảng an ninh. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có tin rằng Nhật Bản dự định mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ. Lầu Năm Góc ngày 17 tháng 11 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán hai biến thể tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản với tổng trị giá khoảng 2,35 tỷ đô la Mỹ. Mỹ gần đây cũng công bố phê duyệt việc bán tên lửa Sidewinder và SM-6 Lockeye, khí tài duy nhất của Washington có khả năng chặn đầu đạn siêu vật âm cho Hàn Quốc. Ông Lại Thanh Đức, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Đài Loan Trung Quốc, hôm nay đã chỉ định bà Hesiao Bikim, cựu đặc phái viên của Đài Bắc tại Mỹ, làm người đồng hành trong cuộc bầu cử vào tháng 1 năm sau. Ông Lại Thanh Đức hiện là phó lãnh đạo Đài Loan và là ứng cử viên của đảng Tiến bộ Dân chủ DBB cầm quyền. Ông đã dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử, người được ông Lực chọn đồng hành là bà Xiao Bi Kim, 52 tuổi, người từng là đặc phái viên của Đài Loan tại Mỹ từ năm 2020. Trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân chiều nay, ông Lại Thanh Đức cho biết, chính thức giới thiệu bà Xiao là người đồng hành. Ông nói thêm, tôi tin rằng bà Xiao chắc chắn là một người xuất sắc trong công tác ngoại giao của Đài Loan ngày nay và là một tài năng ngoại giao hiếm có. Cơ quan đối ngoại của Đài Loan cùng ngày cho biết họ đã chấp nhận đơn từ chức vị trí đặc phái viên của Đài Loan tại Mỹ của bà Xiao. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine. Trong dòng trạng thái đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, ông Austin viết, Tôi ở đây để đưa ra một thông điệp quan trọng. Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong cuộc đấu tranh vì tự do chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga Chuyến thăm của ông Austin diễn ra giữa lúc nội bộ Mỹ có sự chia rẽ về việc có nên tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine hay không. Chuyến thăm cũng được cho là bước chuẩn bị cho hội nghị công nghiệp quân sự Ukraine-Mỹ dự kiến sẽ diễn ra ở Washington vào các ngày 6 và 7 tháng 12. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước của Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến của nước này nhằm chống lại chiến quân sự đặc biệt của Nga sắp bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản hôm nay lên tiếng xác nhận rằng con tàu Galaxy Leader đang bị lực lượng Houthi ở Yemen bắt giữ ở phía nam Biển Đỏ do công ty Nippon Yusen của Nhật Bản điều hành. Chính phủ Nhật Bản cho biết tàu thuộc sở hữu của công ty Breika Carrier của Anh và được công ty Nippon Yusen thuê lại. Phát biểu trong cuộc họp báo chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Mastuno Hirokazu cho biết, nước ông kiên quyết lên án hành động của Houthi và kêu gọi lực lượng này nhanh chóng thả con tàu và thủy thủ đoàn. Giới chức Nhật Bản cũng cho biết Tokyo đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền các quốc gia Ả Rập Út, Oman và Iran để con tàu nhanh chóng được thả. Chánh văn phòng Mastuno nêu rõ, hiện tại các bộ trưởng đang tập hợp thông tin và làm việc với các quốc gia liên quan để việc thả tàu sớm diễn ra. Phía công ty Nippon Yusen cũng đã báo thông tin này với công ty Anh và cam kết sự an toàn của các thủy thủ được ưu tiên hàng đầu. Các nhà chức trách tại Cộng hòa Dominica hôm qua cho biết ít nhất 21 người thiệt mạng sau khi lũ lụt làm hư hại cơ sở hạ tầng và cuốn trôi nhiều ngôi nhà. Lũ lụt xảy ra tại nhiều nơi ở Dominica sau những trận mưa lớn xảy ra trong 3 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 18 tháng 11. Trong số nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ có 4 công dân Mỹ và 3 người đến từ nước láng giềng Haiti. Tổng thống Dominica Luis Abinader gọi đây là đợt mưa lớn nhất trong lịch sử đất nước, đồng thời cho rằng những trận mưa như trút nước có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu. Hơn 13.000 người dân đã được sơ tán trên khắp đất nước và phần lớn các tỉnh của quốc gia này đang được đặt trong tình trạng cảnh báo lũ. Một số khu vực đang bị mất điện và nước sạch. Giặc vũ là một thách thức lớn ở nhiều khu vực định cư không chính thức ở châu Phi. Tuy nhiên, một sáng kiến và cộng đồng khởi xướng ở Uganda đang giúp phụ nữ cung cấp dịch vụ giặc vũ hiệu quả tại các khu ổ chuột ở Kampala bằng cách biến nhựa đã qua sử dụng thành dụng cụ giặc vũ có khả năng tận dụng năng lượng mặt trời. Hai năm nay, chị Sofia Nakanzako cung cấp dịch vụ giặt di động cho người dân ở khu vực Campoja của Kampala. Chị Sofia từng sử dụng thâu để làm việc. Chị cho biết, giặt theo cách thông thường phải tốn nhiều sức lực, nên tôi thường có vết xước trên ngón tay. Thứ hai là tốn rất nhiều nước, nhiều chất tẩy rửa và thứ ba là tôi chỉ có thể làm duy nhất một việc. Thâu giặt nhờ năng lượng mặt trời này là một sáng tạo ra đời cách đây 3 năm do một nhóm các nhà đổi mới dựa vào cộng đồng tại phòng thí nghiệm nghiên cứu Ghetto ở Kampala đưa ra như một giải pháp môi trường cho rác thải nhựa. Hầu hết người dân ở Uganda và Châu Phi đều giặt quần áo bằng tay và cần phải nỗ lực để làm sạch chúng. Nhưng thau giặt mới làm cho công việc trở nên dễ dàng hơn. Thau sử dụng một loại kính trong suốt để định hướng các tia nắng thường được hấp thụ bởi nhựa tối màu. Thau cũng bao gồm một lớp nhựa polythene dày màu đen có tác dụng chuyển đổi các tia nắng thành năng lượng làm nóng nước cùng với vải và chất tẩy rửa bên dưới. Ông Patrick Mujuri, trưởng nhóm sáng tạo cho biết, khi kiểm tra thâu chứa quần áo đã ngâm, bạn thấy nước rất dơ, thì đó là lúc bạn biết rằng quần áo về cơ bản đã được làm sạch. Đây không phải là một chiếc thau thông thường, nó được làm từ khoảng 7 ký nhựa đã qua sử dụng với thiết kế nghiêng để đón ánh sáng mặt trời. Cái thau này giúp tiết kiệm 1 phần 3 lượng nước và giúp giặt sạch hơn nhiều so với việc giặt bằng tay. Những người nhận giặt đồ như chị Jessica, Kalinda, tính phí khoảng 3 đô la Mỹ cho một thau quần áo cần giặt do giá cả hợp lý quần áo lại sạch nên nhu cầu ngày càng tăng chị kalinda cho biết hệ thống năng lượng mặt trời đã giúp cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn và bây giờ tôi có thể kiếm được tiền Bajit và nhóm của anh đưa ra sáng kiến này vào năm 2020 và hiện họ đã cung cấp 50 thau năng lượng mặt trời cho các nhóm phụ nữ ở ba khu định cư không chính thức ở Kapala. Bajit có kế hoạch sản xuất 50.000 thau có tích hợp pin năng lượng mặt trời vào năm 2025 để chúng có thể sử dụng được ngay cả khi không có ánh sáng mặt trời. Quý vị, cử tri Argentina hôm qua đã bầu nhà lãnh đạo cánh hữu Javier Milei làm tổng thống mới. Giới phân tích cho rằng cử tri Argentina đã tung xuất sắc và đặt niềm tin vào một người có quan điểm cấp tiến để mở ra một kỷ nguyên mới mẻ cho đất nước, nhưng cũng đầy thử thách. Chiến thắng của Milei, một nhà kinh tế 53 tuổi, đã phá vỡ quyền bá chủ của hai lực lượng chính trị hàng đầu cánh tả và cánh hữu, những lực lượng đã dẫn dắt nền chính trị Argentina từ những năm 1940. Phát biểu sau cuộc bầu cử, ông Milley tràn đầy tự tin nói rằng một kỷ nguyên mới đã mở ra, ông nhấn mạnh. Một mô hình đã chấm dứt, không thể quay lại được nữa. Tự tin là vậy, nhưng ông Milley cũng không thể không thừa nhận những thách thức, ông nói. Chúng ta có những vấn đề lớn ở phía trước, lạm phát, thiếu việc làm và nghèo đói. Tình hình rất nguy kịch và không có chỗ cho những biện pháp nửa vời. Trong phát biểu thừa nhận thất bại, đối thủ của ông Millet là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa cũng nhắc ông Millet về trách nhiệm của một người đứng đầu đất nước, ông nói. Mang lại sự chắc chắn và đảm bảo cho hoạt động của hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế ở Argentina là trách nhiệm của Tổng thống mới, Tổng thống được bầu và chúng tôi mong đợi ông ấy làm như vậy. Trong khi các nhà kỹ trị nhấn mạnh về những khó khăn của đất nước tại Buenos Aires, đông đảo người dân ủng hộ ông Millet đã xuống đường đốt pháo hoa ăn mừng. Một số người nói rằng họ ủng hộ ông Milley vì họ mong muốn đất nước có những đổi thay. Cử tri Silvia Constancello là một trong số đó. Bà nói, tôi ủng hộ ông Xavier Milley bởi vì tôi thực sự cần sự thay đổi. Tôi muốn một sự thay đổi cho đất nước những thách thức ông Milley phải đối mặt thực sự là rất lớn. Ông sẽ phải đối phó với kho bạc gần như trống rỗng của chính phủ và gói nợ 44 tỷ đô la Mỹ của quỹ tiền tệ quốc tế, lạm phát gần 150% và một loạt các biện pháp kiểm soát vốn cần điều chỉnh. Đối mặt với những thách thức này, ông Milley cam kết sẽ đưa ra liệu pháp sốc như đóng cửa ngân hàng trung ương, loại bỏ đồng peso và cắt giảm chi tiêu. Một số người Argentina nói rằng những biện pháp đó có thể là liều thuốc đắng mà chưa chắc đã giả tật nhưng họ vẫn chọn ông vì họ tin chỉ có ông với chính sách của mình mới có thể loại bỏ tình trạng bất ổn kinh tế đang đeo bám nền kinh tế lớn thứ hai nam mỹ